Tổng hợp những địa điểm săn bắn pháo hoa quốc tế 2023 đẹp nhất đây mọi người ơi. Một là Sky 336 nằm trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà Novotel ngay bên bờ sông Hàn, là một địa điểm có view săn pháo hoa đẹp và hot vì ở đây vừa được ngắm toàn cảnh thành phố về đêm nữa. Nước uống ở Sky 36 thì tầm 1 đến 200 cành mà mình thấy đáng tiền lắm vì vừa được nghe nhạc hay mà còn được săn pháo hoa nữa nè. Thứ hai là Nick Sky Lounge nằm ngay tầng thượng của khách sạn Hải An Riverfront, cũng nằm trên tuyến đường Bạch Đằng. Đồ uống ở đây thì rẻ hơn Sky 36 tầm dưới 100 cành, nhưng mà view thì sẽ xa hơn một chút vì Nick Sky Lounge nằm gần phía cầu Rồng, mà giá cả thì lại ổn áp hơn thì mình thấy cũng ok đó nha. Thứ ba là đi du thuyền trên sông Hàn xem bắn pháo hoa với tầm vé là 700 cành mà vừa được ngắm cảnh Đà Nẵng hai bên bờ thành phố về đêm và check-in với tứ đại mỹ cầu, còn được xem cầu Rồng phun lửa và phun nước. Với vé du thuyền này thì bạn sẽ được xem trọn vẹn những màn trình diễn pháo hoa quốc tế từ dưới nước và được bao gồm một món đồ uống và đồ ăn vặt trên du thuyền luôn rồi nha. Và cuối cùng là cho team nào muốn xem trọn bộ màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất và rõ nhất, còn được xem cả chương trình giao lưu văn hóa thì sẽ có vé khán đài xem dọc đường Trần Hưng Đạo, tầm vé là từ 800 cành cho khán đài tiết kiệm, nhưng view thì hơi xa. Còn khu vực đẹp nhất là gần khán đài sân khấu tầm 3 triệu, mình có để thông tin trên video nha. Lịch bắn pháo hoa sẽ là bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Các bạn xem thêm video mình có làm để lên kèo đi xem bắn pháo hoa siêu bùng nổ tại Đà Nẵng vào tháng 6 này nha.